Kính chào khán giả của Người Việt TV. Hôm nay chúng tôi là phóng viên Đức Tuấn, xin được giới thiệu với quý khán giả một người ca sĩ, một gương mặt nghệ sĩ mà anh có mặt hầu như ở tất cả mọi sân khấu, từ ca nhạc đến cổ nhạc đến cải lương, vọng cổ, thậm chí là có thể hồ quảng, và đặc biệt là anh vừa hát nhạc tình ca, vừa hát cả luôn nhạc đạo, những cái bài thánh ca, và không phải chỉ có đạo Công giáo mà anh ngay cả đạo Phật anh cũng có, trong những cái buổi lễ rất lớn của các chùa tổ chức ở tại địa phương quận Cam chúng ta, cũng giống như là ở những tiểu bang xa. Thì ngày hôm nay chúng tôi được hân hạnh mời anh đến đây. Từ trước tới giờ có thể là anh chưa bao giờ thổ lộ với mọi người, và kính thưa quý vị, những người mà chúng tôi muốn nói đến đó là ca sĩ Quang Thành. Xin chào Quang Thành, mời Quang Thành có lời chào khán giả của Người Việt TV. Quang Thành xin gửi lời chào anh Đức Tuấn cũng như gửi lời chào tất cả quý vị khán giả của Người Việt TV cũng như người độc giả của Người Việt Online. Qua một cái thời gian gần đây là không có thấy Quang Thành, ít thấy là Quang Thành xuất hiện ở cái quận Cam này, thì có thể Quang Thành có thể cho biết là thời gian gần đây em đi đâu, làm gì và những sinh hoạt văn nghệ của em như thế nào? Quang Thành vẫn thường sinh hoạt văn nghệ vào các ngày cuối tuần. Tuy nhiên thì ngay tại quận Cam này, những chương trình có quay hình hoặc là những chương trình nào Quang Thành thấy phù hợp thì Quang Thành xuất hiện. Vì ngày xưa Quang Thành ở tại đây, sau này Quang Thành dọn lên ở cách đây hơi xa một chút xíu, cho nên là không có tiện để mà sinh hoạt nhiều. Nhưng mà cuối tuần thì Quang Thành bay show đi xa nhiều hơn. Trong những cái mảng văn nghệ mà Quang Thành, tiếng Mỹ họ kêu là get involved đó, thì có nghĩa là Quang Thành vừa hát tân nhạc, vừa hát tình ca, nhạc quê hương, đủ hết, và cả luôn mảng vọng cổ, hồ quảng, cải lương. Thì giữa những cái mảng đó, mảng nào là Quang Thành chuyên nhất và hay gọi là thích thú nhất? Cũng có rất là nhiều người cảm ơn câu hỏi của anh để cho Quang Thành có cái cơ hội để trình bày với tất cả quý vị, là bởi vì Quang Thành khi còn nhỏ thì được học ở trong có những năm tháng học tại nhạc viện thì chuyên về những hát những cái bài nhạc thính phòng và những bài tình ca. Còn riêng lĩnh vực cổ nhạc thì sau này khi Quang Thành đi hát thì tình cờ thì Quang Thành mới hát để vì mình nghe thấy vui và mình yêu thích thì mình hát thôi, chứ không phải sở trường của Quang Thành. Sở trường của Quang Thành là hát ca nhạc, nhạc tình ca. Tại sao mà được biết là em đã từng đứng trên sân khấu của cái đêm 50 năm Khánh Ly, thì tức là đó là vừa vừa về nghệ thuật âm nhạc mà vừa dính luôn, nó kết hợp với lại vấn đề tôn giáo trong đó, thì tại sao mà anh vẫn thấy Quang Thành bên cạnh đó thì vẫn đứng ở những sân khấu của chùa, của bên Phật giáo, thì nó như thế nào, sự việc nó tại sao nó cứ nhập nhằng hai bên vậy? Khi mình đã xác định mình là một người ca sĩ thì ở đâu khán giả yêu thích âm nhạc, đặc biệt là nhạc Việt, thì con người nghệ sĩ là phải lấy cái cơ hội đó mà để mà thể hiện mình. Riêng ở tất cả các cái ngôi chùa đó là thường là Quang Thành hay tham gia việc thiện nguyện. Việc thiện nguyện thì không phân biệt tôn giáo, không phân biệt dòng nhạc nào cả. Còn về nhạc thánh ca, nhạc Thiên Chúa giáo thì Quang Thành, gia đình Quang Thành là người đạo Thiên Chúa, cho nên việc hát thánh ca để phục vụ cho Thiên Chúa, cho đạo tôn giáo của mình, đó là bổn phận của Quang Thành. Trong lĩnh vực cổ nhạc thì ai là người đã dẫn dắt Quang Thành đi vào lĩnh vực đó? Ngay từ bé khi Quang Thành chưa có nghĩ rằng mình sẽ đi hát thì gia đình Quang Thành rất là thân với lại nghệ sĩ Bạch Tuyết và nghệ sĩ Ngọc Dầu. Ngay từ bé thì được mẹ với lại các chị cho vô sân khấu để coi, đi xem. Nhưng đến khi lớn thì mình lại cảm thấy rằng mình là người miền Bắc, nói tiếng Bắc thì mình hát tân nhạc để tiện hơn, và Quang Thành cũng thích tân nhạc. Đến khi định cư tại Hoa Kỳ thì Quang Thành nghĩ rằng những bài quê hương Quang Thành lúc đó mới cảm thấy nhiều hơn,
vì nhớ Việt Nam và thấy những giai điệu ngũ cung rất là hay. Cho nên nhân những cái chuyến đi của chị Bạch Tuyết với Ngọc Dầu qua đây thì Quang Thành mới kết hợp để cùng tổ chức với các chị những đêm về nhạc quê hương. Thì Quang Thành mới hát một vài câu, thì hai chị khuyến khích là hát được. Và thậm chí ngay cả cô Phượng Liên cũng kêu là Quang Thành là người Bắc nhưng mà có thể tập hát được. Thì Quang Thành tập đa số là những bài Quang Thành hát về cổ nhạc, về mẹ và về quê hương nhiều hơn. Thế thì giữa giữa tân nhạc và cổ nhạc, Quang Thành thấy cho đến giờ phút này thì trải qua nhiều cái lời khen tặng như vậy thì Quang Thành hướng về cái nào nhiều hơn? Hiện tại thì Quang Thành vẫn nghĩ rằng ông bà mình nói là nhất nghệ tinh nhất thanh vinh, mình phải đi một hướng một đường thì mới gọi là một cái thành công nhất định. Nhưng mà riêng Quang Thành thì Quang Thành thích thì lại thích tân nhạc, thích tình ca, thích nhạc Lam Phương, thích nhạc Trần Thiện Thanh, nhạc Nhật Ngân. Thì Quang Thành thích thì Quang Thành vẫn phải hát nhạc đó. Nhưng mà khi mà Quang Thành đi show thì quý vị cứ lại nói là Quang Thành hát vọng cổ đi một câu cũng được. Rồi các cái chương trình thì ban tổ chức lại nói là tân nhạc thì rất là nhiều ca sĩ thể hiện, còn cổ nhạc thì rất là ít và khán giả hải ngoại rất là thích cổ nhạc. Quang Thành hát được, Quang Thành hát thì mỗi lần Quang Thành hát cổ nhạc lại được vỗ tay nhiều hơn. Cho nên Quang Thành sẽ phải chọn những cái bài cổ nhạc hoặc là những cái tiết mục, thậm chí cả hò quảng Quang Thành phải được tập kỹ rồi Quang Thành mới hát. Và cái đó là hát để phục vụ cho khán giả, những gì khán giả thích thì Quang Thành làm. Trong thời gian gần đây thì show nhạc nào, cái project nào lớn mà Quang Thành đang đang hướng tới không? Sắp Quang sửa. Thành thì mỗi một năm thì sẽ ra mắt một cái project. Thì năm vừa rồi là Quang Thành cộng tác cùng với lại cô Khánh Ly để làm một cuốn Thánh ca dân mẹ. Đó là sự hợp tác của Quang Thành và cô Khánh Ly. Để lần đầu tiên cô Khánh Ly hát nhạc Thiên Chúa, Quang Thành cũng lần đầu tiên là góp công và thực hiện, thì được quý vị khán giả ủng hộ rất nhiều. Từ đến cuối năm mọi người yêu cầu rất là nhiều lời yêu cầu cô Khánh Ly và Quang Thành nên thực hiện một cuốn thứ nhì, thì Quang Thành đang là biên tập và cũng như làm cho cái việc đó. Và riêng Quang Thành thì Quang Thành đối với Phật giáo thì Quang Thành làm một cái cuốn phim nhạc thiếu nhi, nhưng mà những cái bài hát dành cho thiếu nhi để cho các em ở hải ngoại học tiếng Việt và các em bên Phật giáo biết về đạo Phật. Còn riêng về âm nhạc thì Quang Thành đang là hoàn tất cuốn CD nhạc Lam Phương chọn lọc. Cái này là một cái mảng rất là Quang Thành đã từng tâm tình là nhạc Lam Phương là cái dòng nhạc mà anh rất là yêu quý. Có lẽ vì vậy mà ngày hôm nay anh đang cho biết là anh đang cố gắng để hoàn tất cái CD của Lam Phương. Kính thưa quý vị, Quang Thành cũng là một trong những ca sĩ mà chúng tôi gọi là anh có trái tim rộng mở. Anh luôn luôn mở lòng và sẵn sàng tham gia bất cứ một cái chương trình thiện nguyện nào, thí dụ như là cảm ơn anh, đại nhạc hội cảm ơn anh chẳng hạn, nếu mà có cơ hội anh cũng cũng tham gia, hay là thậm chí những cái đại nhạc hội mà có tính cách giúp đỡ chùa hoặc là giúp đỡ nhà thờ, xây dựng nhà thờ hoặc xây dựng họ đạo này nọ, thì anh cũng cũng rất là quan tâm đến vấn đề đó. Quang Thành có thể cho anh biết cái project mà Quang Thành hôm bữa trước chia sẻ với anh về vấn đề mình sẽ giúp đỡ làm thiện nguyện giúp trẻ em nghèo mà do một cái dòng thánh hoặc nhà thờ gì đó, có thể nói cho khán giả biết được không? Thì thật sự ra việc thiện nguyện thì nó khắp nơi, ở đâu có người Việt thì các chương trình đều có tổ chức để mà gây quỹ, không những cho những giáo xứ cũng như những nhà chùa ngay tại hải ngoại này mà là gây quỹ cho những em nghèo tại Việt Nam. Ngay tại Việt Nam Quang Thành về thường xuyên thì thấy rằng không biết làm bao nhiêu cho xuể, nhưng mà nếu góp công được thì tại sao mình không góp công, mà đặc biệt là góp tiếng hát thôi mà không có khó gì cả thì Quang Thành góp. Nhưng mà cũng phải chọn lọc, cũng phải làm sao đó cho nó xuất sắc, chứ không phải là cái gì mà thiện nguyện là muốn làm sao cũng được. Sắp tới thì Quang Thành cùng với cô Khánh Ly sẽ giúp hội Francisco để mà gây quỹ cho cái hội dòng này, hội dòng được 20 năm rồi và còn nhiều hội khác nữa. Song song đó thì Quang Thành vẫn phải lo làm những project riêng cho mình.
Sắp tới thì CD Tân Cổ Đèn Khuya cùng với nghệ sĩ Ngọc Dầu cũng sẽ được một trung tâm lớn tại hải ngoại phát hành. Và riêng Quang Thành thì CD Lam Phương thì Quang Thành đã chọn lọc rất lâu, nhưng không phải lúc nào mình chọn được những cái bài mà phù hợp với mình, cho nên Quang Thành rất là kỹ trong vấn đề này. Được sự giúp đỡ của chú Lam Phương, Quang Thành hy vọng rằng đã thâu xong và chuẩn bị sẽ giới thiệu đến quý vị khán giả khắp nơi trong một ngày gần. Bao giờ thì em sẽ định làm live show 60 năm rồi? Live show thì Quang Thành tham gia với các chị thì nhiều, 50 năm, 45 năm, 60 năm thì hình như em chưa có nghe. Thưa quý vị, đó là chỉ là đùa thôi. Đến đây thì chương trình giờ của chú Thuần đã hết. Chúng tôi xin được kết thúc bằng một cái lời muốn giới thiệu trở lại là Quang Thành, người ca sĩ có trái tim rộng mở, anh có giọng hát rất là đặc biệt, giọng hát mà rất là nhiều người nghe rồi nói là phải nghe lại chứ còn nghe một lần chưa đã. Đặc biệt về giọng cổ. Nhân đây chỉ còn có 1 phút, 2 phút nữa thôi, anh muốn mời Quang Thành hát thử một câu như thế nào? Quang Thành rất là thích nhạc xưa, chẳng hạn như bài Sương Lạnh Chiều Đông. Chiều xưa phai nắng dấu mòn đưa lối, soi bóng chung đôi mà hóa chia phôi. Sương lạnh chiều đông buông tiếng thở của người nguyện đợi chờ, nghẹn ngào giờ tiễn đưa. Cảm ơn Quang Thành. Bây giờ thì mời Quang Thành có lời chào tạm biệt với khán giả của Người Việt TV. Kính thưa quý vị, chúng tôi sẽ trở lại, hứa với quý vị là sẽ có một buổi tâm tình lần thứ hai nữa với nghệ sĩ Quang Thành. Mời Quang Quang Thành Thành rất là cảm ơn báo Người Việt cũng như là chương trình Người Việt TV đã tạo một cầu nối cho nghệ sĩ cũng như là khán giả được gần nhau hơn. Và xin kính chúc tất cả quý vị khán giả, đặc biệt là Người Việt TV được mạnh khỏe và bình an.